chuyện của Trung tướng Trần Hanh và trận không chiến với thần sấm của Hoa Kỳ. Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng những hồi ức về thời chiến vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Trung tướng Trần Hanh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Những chiến tích trong cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với những dấu mốc quan trọng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trận không chiến ngày 4 tháng 4 năm 1965 lịch sử, trên bầu trời Hàm Rồng, Thanh Hóa là một trong số những trận đánh đó trận chiến đấu hạ gục thần sấm. Bầu trời sân bay nội bài sáng ngày 4 tháng 4 năm 1965, mây bao phủ, âm u như báo hiệu những điều không an lành. Quả đúng như vậy, sở chỉ huy quân chủng phòng không không quân của ta nhận được tin máy bay địch đang xâm phạm vùng trời miền Bắc. Bốn chiếc MiG-17 do đại úy Trần Hanh dẫn đầu lập tức lao vút lên bầu trời. Trước đó, không quân Việt Nam đã có cuộc thử lửa với không quân Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng. Sau trận đánh này, nhiều ý kiến không tán thành đợt bay thứ hai và trận địa trên với lý do yếu tố bí mật, bất ngờ không còn nữa. Nhưng với ý chí quyết tâm của toàn phi đội, trận không chiến lần hai, ngày 4 tháng 4 vẫn được thực hiện. Ông kể, tới hàm rồng, thấp thoáng từ trong các đám mây, biên đội chúng tôi ngay lập tức đối mặt với một đàn quái vật khổng lồ, thân dài, đầu nhọn, phía dưới cánh lặc lẻ bòm. Sau này tôi mới biết nó mang biệt danh Thần Sấm, tức F105 nặng tới 25 tấn. Lúc này lưới lửa phòng không từ dưới đất bắn lên dữ dội, đạn cao xả đan chéo như lưới. Yểm hộ cho thần sấm là từng tốp thanh bảo kiếm F-100. Mải mê ngắm trận địa, nhà bom, máy bay địch không ngờ phía trước phi đội bay của ta đang chờ sẵn. Lợi dụng lúc thần sấm đang nghiêng mình thả bom, tôi quyết định cắt bán kính áp sát mục tiêu. Khi cách thần sấm 300 đến 400 mét, máy ngắm bao chọn mục tiêu. Tôi xiết cò điểm xả, thấy chúng, tôi làm tới luôn. 200 viên đạn từ hai khẩu 23 ly và 30 ly đồng loạt rời nòng tạo lên một quầng lửa quanh mục tiêu. Trong giây lát, thần sấm bị tiêu diệt, lửa bùng lên đỏ rực. Tôi thét lên sung sướng trong buồng lái, tướng hành nhớ lại. Câu chuyện con trời về làng. Tướng Trần Hành nhớ lại, khi chiếc F-105 của địch trúng đạn, cả dàn F-100 nhào lên truy sát. Chiếc MiG-17 của ông nằm trong lưới đạn dày đặc. Trong tình thế nguy cấp, ông kéo gập cần lái, máy bay trao mình lộn ngược. Vừa hay hai cuồng sáng của hai quả tên lửa rắn đuôi kêu từ chiếc F-100 bắn ra sẹt hai bên cánh. Để thoát vòng vây, ông vội đưa mắt lên chiếc la bàn tìm hướng. Nhưng trục kim đã hỏng sau cú lộn mình tránh đạn. Hết cách, ông buộc phải nhằm hướng tây bay thẳng. Sau vài phút, đèn tín hiệu báo hết xăng. Tình thế một lần nữa đẩy chiếc MiG-17 vào chỗ gây cấn. Không thể quay về, không còn xăng để hạ cánh vào bất cứ sân bay nào gần nhất. Chiếc MiG-17 hạ dần độ cao rồi rơi tự do. Trong thời khắc nguy cấp, sở chỉ huy ra lệnh cho ông bỏ máy bay, nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Tuy vậy, ông vẫn dồn hết sức cố điều khiển chiếc MiG-17 lúc này đang đâm chúi đầu xuống đất. Từ trên cao, một mảnh ruộng bằng phẳng bên bờ suối lọt vào tầm ngắm. Không hạ càng, ông để cho chiếc máy bay đáp xuống bằng bụng. Sau cú hạ cánh có một không hai đó, chiếc MiG-17 trượt trên đám ruộng được vài chục thước rồi khựng lại. Đại úy Trần Hanh gục đầu trong buồng lái không động đậy máu chảy ướt đẫm mặt và áo ông. Không biết mình ngất đi bao lâu, lúc tỉnh dậy, chưa kịp định thần thì đã thấy rất đông người dân đã kéo đến bao vây trước máy bay. Lột vội chiếc mũ lái, ông thò tay lấy cuộn phim ghi lại cảnh hạ thần sấm đút vội vào túi ngực, lò dò bỏ ra khỏi khoang lái. Ông bị bà con người Thái áp tải ngót 3 km về một thung lũng khác để tạm giam. Đại úy Trần Hanh không biết rằng, lúc ông đang rơi thì trên bầu trời, ba đồng đội của ông là Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm đã anh dũng hy sinh. Trước đó chỉ vài phút, sau khi Lê Minh Huân bắt chiếc F-105 thứ hai đền tội, tên lửa đối không từ máy bay địch bắn ra dữ dội. Cuộc chiến không cân sức đã khiến Lê Minh Huân và hai đồng đội mãi mãi ra đi. Về phần Trần Hanh, sau khi thông tin về một phi công cùng chiếc máy bay hạ cánh bên bờ rộng làng Kẻ Tầm, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghệ An, được cấp báo, đích thân trung đoàn trưởng trung đoàn 64, đại đoàn 320, Trung tá Nguyễn Văn Quế đã băng rừng lên kẻ tầm ngay trong đêm. Tới nơi, gặp phi công là ông hét to, hành 48 đây rồi. Lúc ấy bà con mới tin đó là phi công mình. Họ đồng thanh hô to khăm cự lợi. Khăm cự lợi, con trời, con trời, đã về làng. Câu chuyện đời tư và cuộc hôn nhân thần tốc của Trung tướng Trần Hành. Về Hà Nội, ông phải nhập viện điều trị vết thương. Va chạm từ lần hạ cánh trên ruộng đã khiến ba đốt xương sống của ông dẹt vào làm một đầu bị chấn thương do đập vào máy ngắm. Ba tháng dòng bà Xuyến, vợ ông, cứ mỗi buổi tan làm lại vào viện chăm ông. Ông nói tình yêu của bà dành cho ông là vô bờ bến, còn ông chỉ đem đến cho bà những nỗi đau. Hai ông bà yêu rồi cưới nhau vào năm 1958, chỉ trong vòn vẹn đúng một tháng. Sau đó là khoảng thời gian ba năm trời xa nhau biên biệt. Trong thời gian này, có người chiêu đùa bảo, hôn nhân thần tốc thì cũng khó vững bền. Vậy nhưng bà chỉ cười, Năm 1961, sau lần nghỉ phép ông từ Trung Quốc về nước và cũng trong năm này bà hạ sinh cô con gái đầu lòng Trần Thị Ngọc Hà. Tên con cũng là tên phố nơi hai ông bà được gặp nhau sau bao năm xa cách. Với niềm tin, sự vun đắp tình cảm của hai bên gia đình vốn thân thiết bao năm và hơn hết là tình yêu cao cả của bà dành cho ông, Trần Hành đã dần bình phục sau một thời gian. Đến năm 1967, tại làng Thụy Hương, Sóc Sơn, Hà Nội, Bà sinh tiếp cho ông cậu con trai Trần Trung Dũng. Hiện cả hai người con của ông bà cùng nối nghiệp cha, cống hiến cho quân đội. Ông tự hào khoe rằng các cháu nội ngoại đều chăm ngoan hiếu thảo. Cháu lớn đã lập gia đình, có con đưa ông bà lên chức cụ. Trước lúc chia tay, ông ký tặng chúng tôi một bức chân dung. Ông căn dặn lớp trẻ chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với cha ông mình. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.